Vâng ạ, xin chào tất cả các bác. Hôm nay cửa hàng công ty chúng em rất là vui. Thì chú Hùng, chú tận chú định cư tận bên Cộng hòa Séc, chú về chơi và ghé qua công ty chúng em và mua cho mình hai sản phẩm. Sản phẩm nhất là một chiếc mic M8 cộng phòng mic của thương hiệu WeWood, và sản phẩm thứ hai đó là chiếc mic dây mang thương hiệu Subox SM3000 và một bộ pin sạc. Anh em xuống em đây, còn cả tiền oi này, tiền euro này đấy. Ở đây là hai sản phẩm em đã test xong. Và không, cháu không quay mặt đâu. Đây là chú khách hàng, chú cứ bảo đừng có quay mặt thì cũng không muốn lên. Còn bên công ty chúng em thì cũng là không những bán trong nước mà kể cả ngoài nước, chúng em cũng có thể bán và ship tới tận nơi, tận địa điểm theo yêu cầu của khách hàng. Xin thay mặt toàn thể anh em trong công ty, xin chân thành cảm ơn chú, chân thành cảm ơn chú Hùng, chú định cư bên Cộng hòa Séc. Anh em cháu xin chân thành cảm ơn ạ. Độ bền cao. Vâng ạ. Em là xin chào tạm biệt hai anh. Em là sẽ dừng video để đóng hàng để gửi đi cho hai anh đây. Phải nói là tiếng trống cực kỳ dẻo và hay. Bản chất của dòng Martin 40 này nó quánh nội kinh khủng luôn nhá. Anh em đang test trên cái này một cái nền nhạc nó nhẹ nhẹ như thế này để cho ta nghe được cái sự tinh túy của nó. Còn nếu như mình nghe nhạc sàn DJ thì quánh kinh khủng lắm. Chất lượng thì em vừa bỏ ra để kiểm tra cho anh. Chút nữa thì sẽ cho người đưa sang cho anh và anh nhận hàng và thanh toán cho bên chúng em.
rất là khỏe khoắn ạ. Anh Long ạ. Anh ở 121 Định Công Hà Nội. Những vị khách hàng thân yêu của chúng em đến tận cửa hàng để xem và trải nghiệm, sờ tận tay, nghe thực tế. Anh khách hàng có đến cửa hàng chúng em để test và kiểm tra chiếc Bose 1200 dạng vân gỗ. Chúng em đang cho anh đấy nghe và thẩm định chất lượng. Anh đã đặt cọc tiền và chút nữa chúng em sẽ đưa sang tận nhà cho anh đấy, vì anh ở gần đây mà. Và xin chào tạm biệt anh nhé, xin cảm ơn anh. Đơn hàng của anh Nguyễn Văn Trung ạ, anh ở Hạ Hòa, Phú Thọ. Anh có đặt bên Hoàng Long chúng em một chiếc Xúc Bâu, vâng ạ, Bose 1200 dòng xúc này bát 30 dạng đối đất đấy. Có, đây anh em đang test cho anh này. Em ạ, cái mặt sau của sản phẩm thì như anh cũng đã chắc động tham khảo rồi. Thì sản phẩm thì nó có những cái đường vào tín hiệu như 2 level input và line in hoa sen. Thì chút em sẽ tặng anh mấy mét dây anh đưa tín hiệu qua cái đường 2 level input nhé, cho nó khỏe và nó sạch chất lượng âm thanh. Còn ở ngoài nhất nó là cắt cốt, còn ở bên trong nó sẽ là volume. Tất cả đều ghi chú ở trên hết, mình chỉ cần để ý một chút là mình biết sử dụng và đảo pha. Thanh nhôm tản nhiệt nằm bên dưới, màu đen này thì cực kỳ sang trọng luôn vì đen bóng. Chúng em đang test đôi loa cho anh Nhân đấy ạ. Anh Nhân anh ở Thái Hòa, Nghệ An. Anh có đặt bên Hoàng Long chúng em một đôi loa KI82 dòng bãi lướt. Chúng em nhập với số lượng rất là lớn ở bên Trung về ạ. Về giá thành rất là hợp lý và phải chăng. Sản phẩm thì nói đến bãi lướt là anh cũng nắm được phần trăm của nó rồi. Vẫn rất là còn mới lắm, chất lượng âm thanh thì quá tuyệt vời luôn. Test xong em sẽ tìm nhà xe Hương Thảo. Nhà xe Hương Thảo này ở bên bến nước ngầm đây. Vâng, chút em sẽ gửi cho nhà xe Hương Thảo để cho anh tiện nhận hàng cũng như là tiện thanh toán tiền cho chúng em.